Dạ, xin chào các chú các anh và các bạn thân mến. Bữa nay là ngày 12 tháng 7 âm lịch, coi như là gần giữa tháng 7 âm lịch ha các bạn. Thì cái bữa mùng 3 tháng 7 âm lịch vừa rồi đó, em có giao video chia sẻ với các anh là mình giải thằng Super Lăng để giúp cho bộ lá mình nó dày hơn, nó xanh hơn. Và những cái mầm nhỏ li ti mà em thường quay cho các bạn coi, ví dụ như những cái mầm như thế này, để cho nó phân hóa mầm hoa các bạn. Và cái thứ hai nữa là những cái đọt như thế này nè, nó sẽ giảm đi đọt lại, và cái đọt non của mình đó, nó khừ lại, nó chuyển sang cái màu nâu. Thì bữa nay các bạn thấy cái đọt non bữa hổm á, non nghèo đó, bữa nay nó bắt đầu nó dần dần nó chuyển sang cái màu nâu và nó giảm đi đọt lại nè các bạn. Thì sau khi mà những cái đọt non như thế này, nó có cái màu nâu như thế này và nó giảm đi đọt lại á, thì bắt đầu nó sẽ tập trung, nó phân hóa mầm hoa và nó tạo nụ cho cây mai mình nó ngon lành hơn các bạn. Thì đó là cái công dụng của thằng Super Lăng. Thì sau khi mà mình giải thằng Super Lăng vào chất trồng rồi đó, thì cái sáng bữa mùng 4 em có giao video chia sẻ với các anh là mình phun anh cha con, phun viên lẻ anh cha con đó. Thì sau khi phun anh cha con rồi khoảng 6 đến 7 ngày sau, có nghĩa là ngày kia đó, em cũng có giao video thí nghiệm với các anh là mình phun hai cái loại thuốc trị nấm bệnh, thằng Dromedon và anh Viên cộng lại với nhau đó. Thì sau khi phun xong đó, thì ngày hôm qua này em có giao video cho các anh và các bạn coi lại cái bộ lá cây mai mình nó có vấn đề gì không. Thì ngày hôm qua mình giao video kiểm tra lại thì bộ lá cây mai mình nó vẫn ngon lành hả các bạn. Nói chung hai cái loại thuốc nấm bệnh đó mình cộng lại với nhau thì cây mai mình nó ngon lành. Thì ngày hôm qua này sau khi em làm video xong thì em mới lấy nước lạnh đó các bạn. Mình cầm cái vòi nước mua tưa mình rửa lại, rửa cho nó sạch thuốc. Hiện tại giờ nó cũng còn dính thuốc một số lá nhỏ nhỏ như thế này. Thì bộ lá cây mai mình bữa nay nhìn thấy nó xanh đậm hơn và nó ngon lành hơn các bạn. Với lại những cái đọt non như thế này thì bữa nay nó bắt đầu nó khừ lại nè, nó chuyển quá thành cái màu nâu, và những cái mầm kim mình bắt đầu nó sẽ tạo ra những cái nụ kim nhìn nó rõ rệt hơn á. Lá mai bữa nay nhìn ngon lành hả các bạn, xanh sạch đẹp. Thì đầu tháng 7 tới bữa nay á, thì em cũng chưa ra cái video nào chia sẻ với các anh và các bạn cái cách mà mình bón phân hóa học, hoặc là mình tưới dưỡng rễ, hoặc là tưới phân hữu cơ cho cây mai trong tháng 7 này lần nào ha. Thì bữa nay tới cái cử tưới rưỡng rễ và phân hữu cơ cho các cây mai nhà của em trong tháng 7 này á, sẵn đây em làm video chia sẻ với các anh và các bạn luôn. Thì các anh và các bạn cũng đã biết trong tháng 7 này cây mai mình nó rất là quan trọng. Mình phải làm sao, chăm sóc làm sao cho cây mai mình nó tốt nhất có thể, bộ tàn nó ngon lành nhất, bộ lá nó xanh đẹp nhất, thì nó mới tạo nụ ngon lành được các bạn. Còn các anh và các bạn không chăm sóc kỹ lưỡng, không bón phân hữu cơ, không bón phân hóa học, không phun thuốc gì hết, thì bộ tàn cây mai mình nó ít, nó yếu, lá ít, thì tất nhiên là Tết cây mai mình nó sẽ không có bông, hoặc là nó có bông ít hết các bạn. Mấy anh muốn cho cây mai mình Tết bông nhiều và đạt, cái thứ nhất là mấy anh phải chăm sóc kỹ lưỡng cho cây mai, bón phân hữu cơ dưỡng rễ hàng tháng cho cây mai, và mình cũng phải kết hợp với phân hóa học nữa các bạn. Nó tùy theo cái tình huống mà mình xử lý đó. Thì từ đầu năm tới bữa nay em tưới gì, phun thuốc gì thì em cũng đều giao video chia sẻ với các anh và các bạn hết rồi đó. Nếu mà các anh và các bạn chưa xem thì có thể lục lại những video đó xem để mình tham khảo thêm, hoặc là mình có thể áp dụng cho năm sau đó các bạn. Thì mình muốn tưới phân, hoặc là mình muốn tưới rưỡng rễ, hoặc là mình muốn tưới phân hữu cơ đó, thì chắc trồng trong chậu mình phải giữ độ ẩm như thế này nè các bạn, khô ráo thông thoáng nè ha, không có được ẩm ướt quá. Bữa hổm em phun thuốc thì chiều hôm qua này em phun nước lạnh giữa để rửa thuốc thôi các bạn. Còn chắc trồng này thì em tính bữa nay là thì em tưới rưỡng rễ với hữu cơ cho nó. Ngày hôm qua em không có tưới đây, để cho nó khô ráo thông thoáng, bữa nay mình tưới dưỡng rễ với phân hữu cơ cho nó ha. Các bạn thấy nè,
chất trồng thì nó khô ráo thông thoáng như thế này, mình tưới dưỡng rễ với phân hữu cơ vào thì nó sẽ ngon lành các bạn. Còn chất trồng mà mình tưới nước ẩm ướt quá là mình tưới vào chất quất nha các bạn, thấy không? Tuy là các bạn nhìn bề mặt nó, các bạn thấy nó khô hạn vậy đó, nhưng mà ở dưới nó vẫn có độ ẩm rất là nhiều nha, nè thấy không, nó vẫn nuôi cái cây mai mình ngon lành. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại với cái vấn đề là mình cần phân hữu cơ và rưỡng rễ mình tưới cho cây mai các bạn. À, mấy cái mai này bữa hổm em phun hai cái loại thuốc nấm bệnh đó, chiều hôm qua này phun giữa nước lạnh lại nè, thuốc bây giờ nó cũng còn dính lây dai nè, thấy không? Chắc trồng trong chậu thì em luôn giữ độ ẩm như thế này. Ngày hôm qua thì em chỉ lấy nước lạnh giữa cái phần lá, giữa thuốc trên lá thôi, còn phần gốc thì ngày hôm qua em không có tưới nước. Để bữa nay mình tưới rừng rễ và tưới hữu cơ cho nó các bạn. Thì sau khi mà mình phun hai cái loại thuốc nấm bệnh đó các bạn, thì không biết mấy anh sao chứ em thấy cái lá mai em có khác các bạn, thấy lá mai mình nó xanh hơn, nó bóng hơn, ngon hơn ha. Thuốc giữa thì nó cũng chưa có hết hẳn cho lắm nè, nó còn dính hơi hơi trên lá. Thì cái bữa mùng 3 tháng 7 âm lịch vừa rồi đó, em giao video là mình giải super lăng. Bữa nay là ngày 12, tháng 7 âm lịch là 9 ngày ha các bạn. Thì bữa nay mình tưới cho nó một cữ rừng rễ với phân hữu cơ. Thì sau khi mà mình tưới rừng rễ với phân hữu cơ này vào á, thì các bạn sẽ thấy lá mai mình nó tốt cho mà thấy nha. Thì đây là cái nồi nước của em nè các bạn. Cái nồi này nè, nếu mà mình chứa đầy nước á, thì 40 lít. Còn cái này em chứa vào đây là 30 lít nè. Vì cái nồi này lâu quá bây giờ nó mục lỗ rồi nè, đúng không? Nó lưng xuống rồi nè. Cái này là khoảng 30 lít rồi các bạn. Chừng nữa em mua cái nồi mới, nồi này muốn banh rồi. Còn đây là cây căng ha. Còn em tưới dưỡng rễ là em tưới lô này nè các bạn. Lô này thì em thường hay chia sẻ với các bạn đó. Các bạn không có loại này các bạn tưới rừng rễ N3M được nha. Còn trên màn hình của em là hai cái loại phân hữu cơ nè các bạn. Trong hai loại phân hữu cơ này các bạn chọn ra một các bạn tưới. Thì đây là cái bình có khối lượng là 5 lít. Phân bón hữu cơ thằng nông rốt 10. Thằng này em chia sẻ với các bạn rồi đó. Nói chung các loại phân hữu cơ mà có chữ rốt như thế này á thì nó rất là hay các bạn. Dù gì không thể là nó có thương hiệu hơn các loại phân hữu cơ khác. Cái bình này là nó dạng nước ha. Bình này bữa hổm em cũng có giao video chia sẻ với các bạn đó. Khối lượng 5 lít nè. Nhưng mà đợt này thì em không có tưới cái này các bạn. Em tưới thằng này. Đây là cái bao phân hữu cơ mà em thường giao video chia sẻ với các bạn. Đây là siêu phân hữu cơ Humic Viên Superdot. Nè các bạn, da dễ cực mạnh, cải tạo đất, sung cây lớn trái. Nó gồm có bo, major, sắt này kia nọ đủ thứ này nè. Phục hồi sau thu hoạch, tăng năng suất, đâm chồi vượt đọt ha. Thì cái bao này nó có khối lượng là 10 kg các bạn. Trong này thì nó dạng viên, hộp của nó màu đen, giống hệt như là phân DAP vậy á. Cái này thì em cũng đã quay cho các bạn coi rồi, nhưng hôm nay em quay kỹ lại cho các bạn coi nè, cái hộp nó như thế này nè. Giống hệt như phân DAP luôn. Rồi thì đợt này em tưới này ha. Thì cái cây mai con á, cái cách mà mình căng lường á thì 100 g cho 40 lít nước. Còn cái cây mai lớn, cây mai trồng chậu hoặc là cái cây mai tơ tơ mà trưởng thành đó thì mình sẽ căng là 150 g. 150 g cho 30 lít nước ha. Rồi giờ mình căng các bạn. Chăm giữ và giam cho 30 lít nước. Còn cây mai con á thì 100 và giam cho 40 lít nước. Con này là mai lớn rồi. Rồi, chăm giữ và giam các bạn. Rồi sau đó mình mới thôi đi thảy qua nậu luôn đi. Rồi sau đó mình mới căng 30 g
30g dưỡng giới này nè. Rồi 30g ha. 30g dưỡng giới này cho 30 lít nước. Cái này em cứ thấy là dưỡng giới nha. Còn các bạn không có loại này thì các bạn xài dưỡng giới loại N3M, loại lúc trước mình xài á. Còn cái này là em có cái hiệu mới nè các bạn. Em thường hay chia sẻ với các bạn là này xài nó rất là ngon luôn nè. Rồi. Sau đó mình quay lên các bạn. Tất cả video em đều làm thực tế cho các bạn coi đó. Tớ cử bón phân hay này kia nọ, em căng lường này kia nọ đầy đủ. Chia sẻ thực tế các bạn. Cái hộp phân hữu cơ này màu đen. Sau khi mà mình quậy lên nó có hòa tan rồi đó. Thì nước mình nó có màu đen các bạn. Rồi, sau khi mình quậy nãy giờ thì nó hòa tan hoàn toàn rồi nè các bạn. Nước đen kịt này thấy không? Chút xíu nữa mình kiểm tra cây mai ghép này nè. Mình kiểm tra chắc trồng nếu mà nó khô thì mình lấy hữu cơ dưới dưỡng giấy nè. Tưới cho nó một ca luôn các bạn. Chút xíu nữa em kiểm sao thử coi. Còn nếu mà nó ẩm ướt quá thì không có tưới ha. Nếu mà nó khô thì mình có thể tưới dưỡng giấy này với hữu cơ cho nó một cử một ca ha. Giờ trước mắt thì tưới mấy cây mai trồng chậu trước nè. Chậu này chậu 5 mình tưới phân ca giữ đi. Cây này em cũng vừa bắn dây cho nó hết cử dây này nè. Chậu này cho 4 mình tưới ca. Thì bữa nay là em tưới dưỡng giới với hữu cơ này, tưới cho toàn bộ tất cả các cây mai nhà của em, trừ mấy cây mai con ra. Mấy cây mà trước cửa nhà đầu video này em quay đó, tưới hết luôn đó các bạn. Mấy cái này bữa hôm giải super lăng hết. Thời gian trong video thì nó có hạn. Em tưới thêm chậu nữa cho các bạn coi nha. Còn mấy cây còn lại thì nữa em tưới hết các bạn. Nói chung là bữa nay là em tưới toàn bộ hết. Từ A đến Z hết á. Trừ mấy cây mai con cho thôi. Được rồi, thì cứu video thì em xin chúc các chú các anh và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe, thành công nha. Giờ em xin chào chú anh và các bạn nha.